là mạnh thưa quý vị ơi. Mong rằng chị Trang hay chị xung quanh đầu tiên này sẽ vui rất là thành công và thật là đẹp trong buổi trưa hôm nay ạ. Khó chắc khó hơn lấy vợ luôn rồi. Mình là lên anh. Lễ đài hôm nay vâng thưa quý thần đế vị và sự hồng thấm đổ mùi hồng để cho hạnh phúc hoạt động đôi ta, mong cho cô dâu và chú rể sống với nhau chan hòa được trăm năm tình hạnh phúc. Vâng xin mời tiếp theo sự diệu thứ hai, xin mời chú rể Thiên Long ạ. Chúng ta ở dưới chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những ly rượu, ly bia, ly nước ngọt ạ. Chúc ở đây chúng ta sẽ du một tiếng thật lớn, thật nồng nhiệt nhất đấy quý vị, để chúc mừng cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc. Vâng ạ, bây giờ xin kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng nhau dâng những ly rượu lên đại diện gia đình nhà trai. Xin mời cô dâu và chú rể. Và quý vị ơi, chúng ta cũng ly đâu ly quý vị đâu hết rồi ạ. Chúng ta cũng nâng những ly bia lên, ly nước ngọt lên, dùng một tiếng thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong năm hạnh phúc và đặc biệt là thắt chặt tình xuôi ra, đời đời bền vững. Và quý vị ơi, ly đâu ạ? Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Vâng ạ, và chúng ta cùng nhau dùng một tiếng thật lớn, xin phép MC xin phép được đếm cho quý vị. Vâng ạ, 1 vâng, rất hạnh phúc, rất cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều đã cùng đồng hành với em và những tiếng đếm và sự hạnh phúc đó càng càng nhân lên. Vâng, xin cảm ơn cô dâu và chú rể chúng ta cùng nhau. Và tiếp theo thì hai bên gia đình cũng có những món quà để trao đến trao cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa hôm nay. Vâng, đang kính thưa toàn thể quý vị những món quà của hai bên gia đình, đó là những viên gạch đầu tiên mà trao cho hai con, hai em và hai anh chị để xây dựng gia đình một tổ ấm hạnh phúc.
Và xin kính mời những món quà từ đại diện gia đình nhà gái. Xin mời mẹ của cô dâu cũng có món quà để trao tặng hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin kính mời. Vâng ạ, và để tiếp theo chương trình thì xin kính mời đại diện món quà đại diện từ gia đình nhà trai, đó là hai em trai của Duy Rể, bạn An và Tuân cũng có món quà để trao tặng hai anh chị trong buổi trưa hôm nay. Xin kính mời món quà từ gia đình nhà trai, xin kính mời. Vâng, xin kính mời hai em trai cũng có món quà trao tặng cho anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời anh Tân và anh Tuân ạ, xin mời An và anh Tuân ạ. Và quý vị ơi, chúng ta ai có những món quà thì cũng hãy tiến về lễ đài hôm của chúng ta để trao tặng cho cô dâu và chú rể luôn nha quý vị. Và với đặc biệt là hôm nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Anh và anh Hào nó xe dừng nằm cao cấp Sài Gòn Bình Phước Bình Dương Quảng Bình Nghệ An Thanh Hóa cũng có món quà trao tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa hôm nay. Xin mời công ty trách nhiệm Quỳnh Anh anh Hào ạ, xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời anh có món quà trao tặng cho hai em trong buổi trưa hôm nay. Vâng ạ, thật vui, thật hạnh phúc, thật tuyệt vời khi những món quà quý vị đã trao tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa hôm nay. Thay lời muốn nói, thay lời cho cô dâu và chú rể, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ mẹ và hai em trai, đặc biệt là xe anh Hào cũng đã có món quà trao tặng cho hai chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, và tiếp theo chương trình nhà xin kính mời đại diện hai bên gia đình chúng ta cùng xuống nhé từ bàn tiệc để chúng ta cùng nhau những lời cảm ơn thông gia và những câu chuyện tình thông gia trong buổi trưa này. Xin mời đại diện hai bên gia đình. Xin cảm ơn đại diện hai bên gia đình đã giúp được tác trong buổi trưa này. Và quý vị ơi, và chúng ta hiện tại còn là một chiếc bánh kem rất là hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng nhau tay trong tay các chiếc bánh kem hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Vâng ạ, và chú rể cũng mớm cho cô dâu một chiếc bánh kem ngọt ngào đi ạ. Và cô dâu cũng mớm cho chú rể một chút đi ạ. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những ngọt ngào và chiếc bánh kem cũng là tượng trưng cho sự hạnh phúc và những cơn say đắng ngọt bùi của chúng ta trong suốt thời gian chúng ta sẽ cùng người chồng. Và kính thưa quý vị, những nghi lễ vừa rồi cũng đã tại đây là một chương trình cô dâu và chú rể cùng nhau thực hiện những thành công rất là nghi lễ của chúng ta. Và một lần nữa chúng tôi là những người làm chương trình thay mặt cho đại diện nhà thầy Tứ Minh Anh xin kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn bằng đầu nghĩa thân thế. Chúng tôi xin trả hai bông hoa đẹp nhất đến từ bàn tiệc để nhận những lời chúc phúc và những lời kính chúc tốt đẹp nhất từ những người bạn, những anh em họ hàng đến đây để chúc phúc cho hai bạn. Xin mời.